Nói chung á là ông bạn ông thương rồi ông đem cái nhà cổ về ông ráp. Trời ơi, nói chứ cái cũng tốn tiền chứ. 200 mấy chục triệu đó mà ông đem về ông ráp ở Đà Lạt đem về nè. Cái Tết này ông cũng lo dữ lắm. Đây có ông cậu Việt kiều Canada, rồi ông kia là Việt kiều Úc. Mình không biết nói tiếng Việt. Không, không Không, biết, không biết. không, không biết. Đó. Vô nhậu phải có thuốc nam nữa uống. Người Việt Nam là phải uống thuốc nam. Đây, Việt kiều Úc. Việt kiều Không, Australia. không, mình không biết nói tiếng Việt. Không biết à? Không biết, Không biết. không biết. Có ông anh ông đem về Đà Lạt nè, ông ráp cho cái nhà. Cho tiền mẹ rồi đi ráp cái nhà 200 mấy chục triệu. Bơm nguyên cơm lê cái nhà cổ ngoài Đà Lạt đem về luôn đó. Sợ thiệt chứ.